vị, chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn. Thưa quý vị, trong một số môi trường có nhịp độ nhanh và năng động như thị trường giao dịch, sự thành bại của một trader thường được quyết định bởi sự kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, cũng như sự phân tích tỉ mỉ về thói quen giao dịch của chính mình. Nhắc về việc phân tích thói quen giao dịch, nhật ký giao dịch có thể là một công cụ quan trọng, đóng góp rất lớn vào thành công của các trader. Trong video này, chúng ta sẽ cùng lưu ý những điểm quan trọng khi viết nhật ký giao dịch nhé. Đầu tiên, bạn viết nhật ký giao dịch là cho chính bản thân mình, hãy trung thực ghi lại những gì thực sự đã xảy ra với quá trình giao dịch của mình và cũng đừng để ai khác góp ý, bởi đó là một điều không cần thiết. Chính những đánh giá, nhận xét của người khác có thể vô tình ảnh hưởng tới tâm lý cũng như chiến lược của bạn, có thể cho người khác xem nhật ký của mình là một điều không nên. Số 2, hãy viết những gì đáng viết. Nhật ký sẽ là thứ để thể hiện khả năng quan sát của bản thân. Đừng viết những thứ không có giá trị. Hãy viết về lệnh được thực hiện, kết quả đánh giá cá nhân, quá trình diễn biến tâm lý trong lúc vào lệnh. Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào những thất bại của bạn, các giao dịch có lợi nhuận cũng không kém phần quan trọng, bởi đó chính là mục tiêu cuối cùng của bạn. Bạn có thể chọn ghi lại bất kỳ các thông tin, suy nghĩ, cảm xúc nào hữu ích cho bạn sau này. Điều số 3, hãy để nhật ký giúp bạn tập thói quen quan sát hàng ngày. Đừng biến việc ghi chép nhật ký là một việc vặt vãnh mà hãy xem nó là một công việc chính. Vui vẻ khi làm công việc đó và làm hàng ngày. Tốt nhất, bạn nên tập thói quen ghi lại chi tiết giao dịch ngay sau khi giao dịch. Do đó, bạn sẽ không phải nhớ lý do giao dịch. Điều số 4, đừng để bị gián đoạn. Làm phiền trong khoảng thời gian viết nhật ký, hãy dành một khoảng thời gian lắng đọng và bạn có thể ở một mình để viết nhật ký. Nó sẽ giúp bạn hiểu bản thân mình hơn, thẳng thắn với mình hơn. Điều số 5, bạn không cần đi học ở đâu hết. Hãy để thị trường dạy bạn, học hỏi từ sai lầm của bạn và của người khác, cố gắng diễn đạt bài học của mình dưới dạng những câu nói tích cực, chứ không phải tiêu cực. Sự rõ ràng trong các bài học là rất quan trọng, giúp bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Việc duy trì viết nhật ký và quản lý giao dịch trong mỗi lệnh là rất quan trọng. Ngoài việc viết ra tầm nhìn, mục tiêu lợi nhuận, kế hoạch và chiến lược của bạn, thì việc viết nhật ký giao dịch chính là bằng chứng trực quan để ghi lại những hoạt động giao dịch của trader. Từ đó, nhà đầu tư có thể nhìn nhận và bổ sung cho kế hoạch giao dịch của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.